Ui, cái mùi người cái căng nhở? Căng mà. Xong rồi anh không cảm thấy gì hết rồi đấy. Bắt đầu kiểu đẩy lên vô thức rồi. Ngày mai anh đang sẽ có cái cảm giác là ngày đầu chúng ta được gì. Ok, quay rồi đúng không? Ok, bắt đầu chúng ta sẽ fly trước theo bài của Liêm. Thì chúng ta sẽ bay 5 set. Đúng rồi, 20 rep. Ui, chuyển động chậm. Chuyển động chậm ra ngoài là thế chậm. Đi bước tài. Đây là bài của vận động viên. Nhưng mà với cái lượng tạ không hề nhẹ. Thì khi mà ở những set sau thì trong những bài sau thì chắc chắn là cái sức mạnh lượng tạ của mình sẽ phải giảm đi rất nhiều. Nhưng mà cái mục đích và mục tiêu vẫn là tập nặng nhất có thể nhưng với số rep cao. Mình sẽ cảm nhận cơ tốt hơn đúng không? Đúng rồi. Và kể cả ngay về cái việc khi mà anh lựa chọn những bài mà fly như này để bắt đầu một buổi tập và với cái volume cao ấy, thì cái tỷ lệ chấn thương của mình nó sẽ giảm đáng kể rất là. Năm set rồi. Thứ hai là. Ui, shit. Thế anh nghĩ tối đa giữa các set sẽ là tầm 90 giây cho đến 120 giây. Cho được 5 set nhở? Về cái lịch tập này thì để mà nói là những cái anh em mà thường xuyên mà tập với cái cường độ 2 volume thì thường là đến tầm set thứ 4 là bắt đầu gãy rồi. Nó cần sự hỗ trợ. Thì mình cứ béo thì tập khoảng tầm từ 8 đến 12 rep rồi. Đúng rồi. Cái nhịp thở đấy, đoạn đấy là hết rồi. Tầm trên 15 rep trở đi là nó là một cái gì đó kiểu khác nhỉ? Đúng rồi, nó khó hơn rất nhiều. Bởi cái định tập này thì cái mục đích của mình là gia tăng cái độ xé cơ bắp tối đa có thể và cái tốc độ bơm máu lên cái phần cơ mình tập tối đa. Căng thức. Ok, set thứ 3. Set thứ 3. Rồi có nghĩa là mình vào mình sẽ fly 100 cái rồi tập cái gì tập đúng không? Còn lúc đấy mình là đẩy bên anh ạ. Ok. Gì? Ui. Ok. Dễ quá. Đấy, có một điều nữa là khi mà trong cái giai đoạn tâm linh ấy thì cái lượng tinh bột lượng cao mọi người nạp vào thì sẽ phải cắt đi nhiều đúng không? Thì cái vấn đề cảm nhận cơ bắp đối với các anh em vận động viên là rất là kém. Thì nhiều lúc sẽ một số vận động viên khi mà cắt cáp sâu quá sẽ mất cái sự cảm nhận không phòng lượng không căng phòng hay là tập bài tập cảm giác là nó không bơm căng tối đa. Thì đối với cái lịch tập này thì kể cả anh có zero cap vẫn phong thì đến cái bài thứ hai là anh cảm giác là cái ngực của anh nó rất là phong rồi. Chúng ta hoàn thành được 80 cái trên 100 cái khởi động. Bây giờ còn một set 20 cái cuối cùng nữa. Bây giờ nó béo tầm khoảng 8 đến 10 rep trong những bài đầu thôi. Đẩy nặng ấy. Nhà tập nó mình quen cái kiểu đấy nhiều tháng rồi. Nhà nó sẽ dễ thở hơn. Mà sang kiểu này khó thở rồi. Ui, shit. Chân cuối cùng cao đấy bài tập đầu tiên. Một. Ok.
Ui, sao vãi. Ngược lên một sai rồi. Tối nay hai em sẽ di chuyển ra cái phần khu vực 7B này. Còn anh đòn vào cản đơn. Sau khi 100 set khởi động, à 100 rep khởi động bằng bay ngược thì chúng ta sẽ đến với đẩy ngược bình thường. Đây rồi. Bên thì đẩy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy bên với ngược ngang. Hả? Lượng tạ ở đây em sẽ để là 80kg. Ok. Cho 4 set đẩy và 20 rep. Mình bắt đầu sợ kiểu này rồi, sợ kiểu tập 2 rep này rồi. 10. Ở cái bài tập này thì anh đang được test đẩy nhanh hết khả năng có thể. Ok. Không cần phải thực hiện volume chậm. Biết đã đủ 20 cái à? Đúng rồi. Mọi người sẽ đẩy thử 20 cái. Bình thường anh sẽ đẩy 6 mét, 18 mét thôi. Cảm giác nó dễ chịu bao nhiêu đời lắm. Nó không giống nhỉ. Cái mình đứng đến ở đây là cái độ nhún của cơ bắp. Kiểu cơ bắp mình mà mình trẻ cao thì cái khi anh đi phâu thì nó sẽ xòe. Nó sẽ xòe tẩm mỹ. Nếu bấm đẩy vai nó xòe tách ra đúng không? Đúng rồi. Điểm rơi của Long Béo sẽ vào tầm muscle test là ngày mùng 2 tháng 11. Nghĩa là đến bây giờ còn khoảng tầm 10 tuần nữa. Thôi tuyệt. 4, 10, 5, 6, đọc trong nào mà 8, 9. Bọn này không thể đẩy full gom nữa rồi, sorry anh em. Mình cũng muốn đẩy giống Sibung lắm nhưng mà không được. Ok, tất cả những bài tập trong cái lịch tập hôm nay thì không có một bài nào là nó nhẹ nhàng đối với volume cả. Mặc dù lượng tạ nó rất là bình thường. Thì hôm nay chúng ta sẽ có khoảng tầm 5 bài chính. Đúng không? Toàn là combo thứ đúng không? Đúng. 8. Yeah. Cả đơn à? Cảm nhận là tâm bài gặp với ai của anh thế nào? Căng đét rồi. Ngực sắp phé rồi. Mình sẽ đến cái này đúng không? Đúng không? Hay có thời gian nghỉ khoảng 3 phút. Tập luyện thi đấu không vui lắm đâu mọi người ạ. Tập luyện thi đấu đến cái đoạn mà cutting này nó bị chối ấy. Thế là nếu mọi người không có support thì khó lắm mà hoàn thành được ấy. Theo cái dự tính của em thì anh Đăng sẽ trong cái nửa set đó anh Đăng fly thì em sẽ làm rất là tốt. Và khi mà đến cái phần ép trong thì mình sẽ đỡ cho anh Đăng nhiều đấy. Để cố gắng trong khi mà em đỡ, anh cố gắng anh dồn hết sức lực có thể của anh. Bao nhiêu rep nhỉ? À bao nhiêu set nhỉ? 1 set. Ok. 1. Thôi là xuống sâu quá không được rồi. 3. Bằng 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 rồi bắt đầu chụm mà ra vào gạo rồi ép vào rồi xuống sắm ở đây rồi. Tập trung nào. Đấy. Đấy là. Lên.
ép và mà trước một hai ba tiếp tiếp một mẹ ơi mẹ ơi. Thực ra là mình làm được bài, làm được quả 22 kg thôi. Không được đâu. Gửi cho anh đã gửi mức tạ 26. Cái đoạn mà kiểu lúc mà không có thấy được cả luôn. Và khi mà em mà làm cái lịch tập này á, về sau kiểu cái lúc mà đến cái bài thứ hai để cái set tập đó á, đến rep thứ năm là kiểu em bị kiểu cái đầu của em ấy nó không biết là bao nhiêu rep nữa rồi ấy. Mặc dù có người đến ở bên cạnh luôn là mình không biết đó là bao nhiêu rep nữa rồi. Anh ai sẽ phải hạ tạ xuống rồi. Đúng rồi. Mấy đoạn mà dơ này ấy, không thấy cái gì luôn. Không cảm thấy mình đang làm gì luôn. À, mình sẽ xuống dọc 22 cân. Đó, như anh thấy thì tất cả về cái mức tạ của anh em mình thực hiện thì nó không thể nào. Mức tạ rất là nhẹ. Kiểu người nó bị căng cứng rồi, nó không không cảm thấy gì nữa ấy. Mày có đi tập không? Đi tập không? À. Mày có tập không? Không anh. Chị sợ anh tập đi anh. Anh cũng bắt đầu sợ rồi mà. Nha, nếu mọi người muốn cảm nhận ngày đầu đi tập gym mà đã tập lâu rồi thì mọi người có thể tập qua cái lịch này nhá. Nha, tập ở viện viên quốc gia nó khác khác gì lắm mọi người ạ. Ok. Ok, và để em vào xếp kế cùng. Yeah, yeah buddy. Không mày đâu. Chúng ta đã đi được hơn một nửa quãng đường rồi. Vẫn là cái dốc tạ đơn này. Nhưng mà chúng ta sẽ chỉnh nấc cao thêm một chút trên đường nấc. Và giải bình thường á? Giải bình thường đó. Thì không phải cứ à? Thực hiện là 20 rep trong 4 set. Và khi mà sau khi kết thúc 20 rep của một set thì chúng ta sẽ có 60 giây banh ngực và giữ tạ và hạn chế tối đa cái lực giữ của cánh tay, có nghĩa là tay mình chỉ để bám tạ thôi chứ mình không dùng lực cánh tay để mình giữ quả tạ này nhiều mà cái phần cơ ngực của mình nó phải giữ nhiều. Không em đẩy quả nào? Anh sẽ đẩy quả 20 cân. 20 không giữ quả bao nhiêu? Không giữ khoảng 20 luôn, đúng nguyên cái mức đó mà. Giữ khoảng 20. Chán thật rồi, anh ra tay áo. Hold on. Ok. Cái mức đạn nhẹ mà. Ok.
7 8 9 10 Ok rồi. Em công nhận nó xíu hết rồi. Sắp cho quả tạ xuống. Rồi. Đi lên nào. Rồi nhanh nhanh. Tăng lên phần ngực. Rồi nào. Tập xuống, tập xuống. Tập xuống. Nhưng mà cái góc cao này nó khiến cho anh cảm thấy phần trên này nó xé hơn. Đúng rồi. Thực ra là để xé phần trên nó khó hơn mà, bởi vì nó là liên quan đến cả phần bắp vai của mình nữa. Thì khi chúng ta xé được hết phần ngực, cái bên trên của mình nó mà xé mạnh rồi ạ, thì chắc chắn là cái phần bắp vai anh nó xé theo rồi. Với lịch tập như thế này thì không thể nào mà chúng ta gọi là nghỉ một ngày hay là hai ngày chúng ta tập đầu tiên. Đúng rồi, chúng ta thì cái lịch tập này là sau tầm 7 hay 2 giờ do người ta được chưa? Sau khi mà tập như thế này, như cái buổi này thì nó sẽ bị áp lực thần kinh ấy. Mọi người thấy stress cực. Thế là mình nghĩ là nếu mà mọi người không tập cùng bạn bè thì khó lòng tập được những cái buổi dạng dạng như này. Anh em kiểu cứ cân nhắc không? Chắc cuối rồi. Tức là anh đang thấy tưởng tượng là hôm nay chúng ta sẽ cầm cặp 50 rồi chúng ta dí đến chết thì thôi, nhưng mà thực ra không phải. Anh đang hôm nay cầm cặp 20 thôi. Đã đủ chết rồi. Bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Hít thở đều. Chúng ta còn 10 giây. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Yeah. Ui. Nên mà xin. Em xong 4 bài rồi. Không phải đến đi phải không? Vâng. Anh sẽ nghỉ được khoảng tầm 4 phút. Vì đây là bài cuối cùng mà cần dồn toàn bộ sức lực. Đó. Sức lực cuối cùng thì chúng ta còn cho cái buổi tập ngược lại. Đây hơi đổ xuống. Xuống. Ui. Có nghỉ tí cho hồi hồi ạ. Vâng. Ok, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của Đăng Béo nhé. Bây giờ chúng ta tập đến bài thứ tư rồi, nhưng mà Đăng Béo mới làm đoạn mở đầu. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tập ngược với Liêm. Thì Liêm sẽ tự giới thiệu mình nhé. Em giới thiệu là một là em ở khu vực nào, với lại cái vị trí của em với là vận động viên của đội tuyển nào, và năm nay đấu những cái giải gì rồi ấy. Chào mọi người, mình Liêm, vận động viên theo hạng mục bodybuilding. Thì hiện tại mình đang là vận động viên thi đấu cho Liên đoàn Quốc gia và đang thuộc đội tuyển truyền hình Hà Nội. Thì vừa rồi, năm vừa rồi mình có tham gia giải đấu quốc toàn quốc. Thì mình đã giành huy chương vàng ở hạng mục chuyên nghiệp. Thì dự định năm tới mình sẽ tham gia một giải đấu của quốc gia và một giải đấu quốc tế. Thì hôm nay mình có một buổi tập với anh Đăng Béo. Thì anh Đăng Béo trong cái quá trình cutting. Thì hôm nay mình sẽ support anh Đăng ở buổi tập hôm nay. Như mọi người đã biết đây là Liêm cơ bắp ấy, bạn ấy là người đã đẻ lò xo 100 cân ở cái chỗ này. Đúng rồi. Không thì. Và có một cái điều nữa đặc biệt đấy là trong cái giải Hà Nội đầu tiên Đăng Béo thi thì Liêm đã support Đăng Béo, là người support Đăng Béo nhiều nhất trong cái đợt mà hôm Đăng Béo thi ở Hà Nội. Thì mọi người có thể xem cái video cũ của Đăng Béo ấy, thanh niên mặc áo hồng hồng cầm dây Đăng Béo ấy. Thì hôm nay Liêm có đến đây để hỗ trợ Đăng Béo một cái buổi tập ngực, làm sao để cho ngực nó té hơn, nó chi tiết hơn ấy. Đa số kiểu anh em tập thì mới tập như kiểu Đăng Béo thì mới tham gia thi đấu chuyên nghiệp thì cái phần ngực thì nó thường là có nhưng mà nó không được chi tiết, không xé. Đúng không? Thì cái điều đó nó rất là khó với những cái vận động viên mà cái lượng cơ bắp của mình nó cao và nó vượt so với ví dụ cái cân nặng cơ thể nó vượt so với cái số dư chiều cao mình rất là lớn. Và đặc biệt anh Đăng lại là một người theo hạng mục men physique. Chỉ ví dụ anh Đăng cao 1m83 đi thì anh Đăng nặng khoảng 103 cân. Nhưng mà anh Đăng lại là men physique thì cái thân trên anh Đăng lại càng dày,
cùng người so với một người 103 cân nhưng người ta theo bodybuilding ấy thì cái lượng cơ chiếm ở phần chân nhiều, người ta có thể là dễ dàng xé hơn. Đây là một cái thử thách lớn với anh Đăng. Có nghĩa là cơ mình dày thì mình sẽ càng nhìn khó xé đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ phải tập chi tiết để cho nó vừa dày vừa xé. Đúng. Ok. Bài cũ ấy. Ok. Không sao. Thế thì 30 rep. Tại sức anh trước giờ đi được 30 cả. Anh có thể làm nhanh hết sức có thể. Rồi, lên 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Có cái gì dễ dàng hơn không? Khỏi quá. Trong khi mà cái bài này anh đang thực hiện, mặc dù là hôm nay là buổi nhóm cương ngực của chúng ta, nhưng mà nó không chỉ mỗi cương ngực tham gia ở bài tập này, thậm chí là cả vai và vai sau nữa, đều vẫn giúp chúng ta tạo được cái độ nhìn xé của vai và vai. Giống như kiểu khi mà một năm nữa thì anh Đăng thử là set thứ hai thì chúng ta có thể quay sát vào cái phần vai tay của anh Đăng. Trong khi anh Đăng thực hiện thì cái bắp vai của anh Đăng đang bắt đầu xé, đang có độ xé. Mà mình để rộng hay mình để hẹp? Để rộng, bởi vì là cái khung vai anh nó rộng và cái cơ sô của anh nó cũng đang rộng rồi. Chúng ta thấy hẹp thì nó dễ dính chấn thương và chúng ta không chuyển động hết được cái gãy gập của phần cơ ngực. À, nếu anh để hẹp thì anh không để xuống sâu được. Nghe kiểu cái kiểu tay nó gãy hơn. Dễ dính chấn thương. Thế mình sẽ làm lại 4 set. 4 set. Bình thường kiểu những cái buổi tập như này em có dính líu thêm kiểu tay hay là bụng hay gì không? Nếu là em có. Thật là tay hay bụng nữa. Bụng tay trước bình thường. Ui, mỏi thế. Sao được 30 cái nhỉ? Bốn lên nào. Ở chúng ta có thể là cái phần vai này anh đang bắt đầu bắt đầu vai đang xé thì nó tham gia chuyển động. Nào nào bạn quay đấy nhá. Đây là anh em như em dự tính là set thứ hai là set thứ hai là anh đang sẽ cần sự trợ giúp. Yeah. Đoạn này sao mỏi lắm rồi. Tâm lý của những người đang mà mệt kiểu là bị đuối và sợ tập ấy. Đấy. Hãy đi lại xung quanh phòng như anh Đăng. Bình thường là anh Đăng ngồi một chỗ thôi. Cái này đúng không? Đăng của chúng ta là đi lại xong. Thế thử thế nào? Cho cái thời gian nghỉ nó được lâu. Cái này cho chuyên nghiệp ấy. Nhưng mà bé thế nhở? Cái máy này thì cái máy nít thì em không ưu tiên trong cái lịch tập này. Sao? Ưu tiên đi. Nếu anh thích thì chúng ta nào hết đuổi set kia thì anh có thể vào máy này. Thế thì ta sẽ tập 4 set kia thôi. Sao tập này? Nốt thường tí nào. Ok. Nốt set cuối. Cuối cùng. Mẹ. Anh nghĩ là phải chia 2 lần mất. Ok anh ạ, đến cái thứ 15 là anh hãy nhắm mắt lại. Ok. Yes sir. 5 6 7 8 9 10 bắt đầu. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Ui. Xong rồi. Mình đang có một buổi ngực bây giờ phải ra check body. Ok, bây giờ để làm bao không? Mặt trước anh đang sẽ làm một pho chính diện và một hai bộ cạnh. Có cạnh là một pho bượng của anh Đăng và một pho là hôm nay thử. Thử cho mọi người vote. Đằng nào mình còn rất nhiều tuần, 10 tuần chắc là vẫn tập nhuyễn được nhỉ? Rồi. Ui, pho 1.000 lần. Đúng rồi. Kia bên này là bên con thứ 2. Giữ nguyên hơi thở. Ok. Như chúng ta thấy thì khi mà anh đang làm cái bao suộn này thì đây, phần vai anh đang bung xốp, sườn bóng la và hai phần cơ nát, phần xô này vẫn la này. Có nhiều là ở cái phô suộn này của anh đang ấy thì cái mất lợi thế vai, đúng không? Cái vai này, cái này nó sẽ không nhìn nó không bung vào tác hay bên lời. Đổi thôi nhá. Đúng rồi, anh đang sẽ đổi bao bầu cạnh thứ hai. Ở cái cô cạnh thứ hai này thì em lại thấy là nó mặc dù là không phải là cô tượng của anh nhưng mà em lại thấy nó đẹp hơn cái phần thường là phần đê cát này, nhìn nó sâu hơn rất là nhiều và mình lấy được cả hai điểm vai này vẫn bung như cái pose đầu tiên. Bên này thì khi anh đang mở tay ra thì cái vai bên này nó bung hơn là anh đang chấm vào đó. Và dù nhìn chân hơi ngợ kiểu thôi. Có quần xuống xuống okay. Ở cái phô lưng này thì phần vai này, vai trên này nó đang cao sâu hơn rất nhiều. Nó lại bị cái đoạn bên này. Như bên tay trái này, cái vai nó cắt vào cái phẳng đúng không? Nó ở phía sau, tức là ở phía sau nó lại phân cắt vào. Có nghĩa anh hình dung nha, khi mà anh đưa tay lên như này ấy, thì kiểu cái đoạn tỉ lệ giữa vai với đoạn này là được. Thì bên này nó lại trội lên rất là nhiều, nó nộ hẳn ra đúng không? Sau này nó nộ hẳn ra nhưng cái đoạn này nó lại chỉ xíu. Nó trong phần video ấy. Ok. Đưa mình cái chào nhá. Ok. Bây giờ loanh quanh hồi như vậy rồi, vậy chúng ta sẽ có khoảng tầm 4 đến 5 tuần nữa để cho đến cuộc thi tiếp theo. Và cái đích cuối cùng đến năm nay là ngày mùng 2 tháng 11 và Mercer Contest ở trong Sài Gòn. Thì anh sẽ hy vọng là sẽ đủ khô nhỉ? Chờ đến mùng 2 tháng 11 thì chúng ta còn khoảng 8 tuần đúng không? 10 tuần. 10 tuần. 10 tuần để khô. Chắc chắn là cái body fat của anh Đăng sẽ xuống sâu hơn rất là nhiều. Bởi vì anh Đăng đây cũng không phải là lần xếp đầu. Ý nhiên là anh Đăng là cũng mới bước vào thi đấu chuyên nghiệp nhưng mà đây không phải là lần xếp đầu tiên của anh Đăng cho nên là cái cân nặng hay là cái lượng body fat sẽ có trong sự tính toán trước. Nhưng mà cái điều mong đợi của anh Đăng là khi body fat xuống sâu thì những cái nhóm cơ nào nó sẽ được tối đa có thể. Thì chắc là ngực vai xé. Điều chúng ta cần làm bây giờ là ngực vai xé và khi lên xô thì cái phần vai này của chúng ta nó sẽ tách khỏi tay đúng không? Đúng rồi, sẽ tách nhiều hơn. Để làm sao để ngực vai xé nó tách khỏi tay? Đúng rồi. Hay tay trước tay sau tách nhau ra? Đúng rồi. Là đủ khô. Bên này anh thấy khô hơn bên kia đấy. Đúng rồi. Nhiều lúc mọi người sẽ hay nghĩ là ví dụ như ở vận động viên men physics không có mấy cái pô double bicep như kiểu bodybuilding. Nhưng tại sao cần tay xé? Bởi vì khi chúng ta đưa những cái pô này là cái xé và nó khô thì cái độ thẩm mỹ tối đa nó vẫn rất là yeah. Và trọng tài người ta sẽ để ý từng cái chi tiết nhỏ của mình.
Thế là... đúng. Như anh chính ra anh nhá, mà mọi giây ở trên sân khấu mọi người sẽ để ý. Đúng rồi. Bởi vì cái chuyên môn của trọng tài là gì? Là nhìn tất cả những cái thời khắc nhỏ nhất của vận động viên, những cái lúc mà vận động viên đi bâu nhỏ nhất là trọng tài cũng đã để ý thấy rồi. Mà ví dụ một vận động viên như mình anh đang trên đó gồng thì có bên dưới có tận những mười mấy trọng tài để ý đó. Ok, vậy thì chúng ta sẽ cố gắng để có một condition là khô nhất, xé nhất và vẫn giữ được cái size. Đúng. Để chuẩn bị cho Muscle Contest năm nay và đang béo hy vọng sẽ được thành tích tốt trong Muscle Contest lần này. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Chúng ta sẽ có một buổi tập khác, đang béo thích tập thôi. Và chắc chắn sau một buổi tập vai của Bé Liêm sẽ tan nát cái vai. Ok, cảm ơn mọi người. Ok.